Xin chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn lắp bộ sản phẩm chốt cửa tự động cho xe Suzuki Ertiga phiên bản 2020. Thì ở đây là mình đã cầm trên tay mình là sản phẩm là chốt cửa tự động đây. Thì cái bước đầu các bạn thì sẽ tháo cái hốc sườn này ra. Đấy. Và các bạn sẽ cậy. Đấy. Ở trên phiên bản này thì các bạn sẽ tìm cái rắc màu xám này nhá. Đấy, cái rắc xám này. Đấy, rắc thứ 2. Đấy. Và trên đây nó sẽ có cái rắc cắm của cái bộ Ertiga này, này. Thì các bạn sẽ cài vào. Đấy. Đây là cắm cổng OBD. Thì cắm vào cổng OBD ở trong đây. Và sẽ lấy dây thít là thít bó lại cho gọn.